Tổ đại biểu số 3 Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, đã có buổi tiếp công dân định kỳ quý 1 năm 2023 với cử tri Trương Văn Liên ở số 65 Đô Lương, phường 11, đại diện cho 26 hộ dân tại hẻm 65, khu B1 đường Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng Tàu đang có khiếu nại liên quan đến vấn đề đất ở. Tại buổi làm việc với các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trương Văn Liên, ngụ phường 11 thành phố Vũng Tàu cho biết, gia đình ông và 25 hộ gia đình sĩ quan đã được lữ đoàn 171 thuộc quân chủng Hải quân Bộ Quốc phòng cấp đất để ở và đã được Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Tuy nhiên đến năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản tạm ngừng giải quyết các thủ tục hành chính đối với các giấy chứng nhận quyền sở hữu đất này cho đến khi có kết luận cuối cùng của thanh tra thành phố Vũng Tàu và chỉ đạo giải quyết của Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu. Các hộ dân mong muốn được biết rõ lý do và nếu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đúng thì thành phố sớm có thông báo cụ thể để các giấy chứng nhận này có hiệu lực trong giao dịch. Về sự việc này, đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi rà soát việc cấp 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sĩ quan không thu tiền sử dụng đất theo luật đất đai năm 2003 là không đúng quy định. Thanh tra thành phố Vũng Tàu đã có thông báo cho các hộ dân và kiến nghị thu hồi 26 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định, đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình lập hồ sơ để chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai trình Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu xem xét việc cấp lại giấy chứng nhận cho người sử dụng theo quy định. Tại buổi làm việc, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu làm rõ việc có hay chưa có ban hành kết luận thanh tra sự việc của 26 hộ dân này. Trường hợp chưa ban hành kết luận thì cần nêu rõ lý do và thời gian dự kiến ban hành và thực hiện kết luận. Trường hợp đã ban hành kết luận thanh tra thì cần báo cáo rõ việc thực hiện kết luận đến tổ đại biểu số 3 trước ngày 1 tháng 4 năm 2023.